Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua nhiều cây xăng trên cả nước tái diễn tình trạng treo biển hết hàng không đón khách. Những cây còn mở thì đông nghẹt người dù là nửa đêm hoặc là bán nhỏ giọt cầm chừng với mức quy định là xe máy là 30.000 đồng một xe và ô tô là 300.000 đồng một xe. Ở nhiều người dân thì cảm thấy ngao ngán mỗi khi nhìn thấy biển treo hết xăng trong khi hoạt động của các doanh nghiệp trở nên điêu đứng, đảo lộn khi không có đủ nguồn cung xăng dầu. Rất nhiều những ý kiến giải pháp đã được đưa ra À, tuy nhiên cảnh tượng người dân phải xếp hàng mua xăng dầu vẫn lặp đi lặp lại, không biết bao giờ mới có hồi kết. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp trước những biến động bất thường ở thị trường xăng dầu? Trong tiểu mục, trong thưa quý vị trong tiểu mục à, chuyện tối nay của chúng tôi thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay là ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch hiệp hội xăng dầu Việt Nam để chúng ta có thể trao đổi kỹ hơn về nội dung này ạ vâng ừ, ạ à, xin được cảm ơn ông bùi ngọc bảo đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ à, trước khi mà chúng ta đến với cuộc, cuộc trò chuyện rất là nóng và thời sự này thì à, thùy dân cũng xin được mời ông bảo sẽ cùng theo dõi một số những cái hình ảnh mà phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận được ạ Ngày qua thì toàn đồng nghiệp của tôi cũng cũng xếp cây cây số đi đổ xăng, quá vất vả như cái thời bao cấp ngày xưa. Đây đổ xe máy là chỉ 50.000 đổ lại, người mà đi ô tô thì 300. Quan trọng là xếp hàng lâu nên là phải mua như thế Vâng ạ. thưa ông Bùi Ngọc Bảo cá nhân ông sau khi xem những cái hình ảnh mà phóng viên của chúng tôi vừa ghi nhận được thì ông có suy nghĩ như thế nào và cá nhân ông ở cái thời điểm này ông có gặp cái tình cảnh tương tự như vậy hay không ạ ờ, có thể nói đúng là thực tế trong thời gian vừa qua tại thành phố Hà Nội và trước đó thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số các cửa hàng một số các cửa hàng có hiện tượng đóng cửa hoặc là hết xăng còn dầu và tôi cũng phải nói là đây cũng chỉ là một số các cửa hàng tuy nhiên những cái hiện tượng này nó dấy lên những cái sự lo ngại của người tiêu dùng cũng như là những cái những cái người tiêu dùng phải xếp hàng ở một số những cái cây cây xăng mà nó đang hoạt động. À, đặc biệt là những cái hệ thống của những cái đầu mối lớn như Petromex, PVOI hoặc là một số các doanh nghiệp đầu mối khác. À, à, thực tế mà nói thì à, đúng là cái hiện tượng khan hàng cục bộ ở một số địa phương có diễn ra. Cái nguyên nhân thì cũng đã được rất nhiều nhà quản lý cũng như là các doanh nghiệp à, cũng đã à, trao đổi ở trên nhiều diễn đàn à, kể cả ở tại cái nghị trường của quốc hội. Uh, thực tế thì uh, rõ ràng ấy là trong thời gian 9 tháng vừa qua uh, chúng ta có cái việc là Việt Nam đứng về cái phục hồi sau dịch uh, thì có thể nói tức là là một cái sự tăng trưởng về mặt kinh tế cũng như phục hồi về cái tiêu dùng sau dịch ấy, là một trong những cái đất nước có thể uh, phát triển rất là ngoạn mục uh, tới nay chúng ta cũng có thể là cái GDP thay bằng cái việc đặt kế hoạch 6,5 đến 7%, thì chúng ta đã đạt được 8% và có thể nói cái nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là những cái quý cuối năm của xăng dầu thì nó cũng gia tăng một cách tương đối đột biến, tương đối đột biến trong khi đầu năm sau dịch xây dựng cái kế hoạch của các doanh nghiệp xăng dầu thì mức tăng trưởng xây dựng trong cái so với cùng kỳ tức là năm 2021 thì cũng người ta cũng chỉ xây dựng uh, chừng độ khoảng uh, mưa tăng trưởng 10% hoặc 15%. Uh, mặc dù Bộ Công Thương trong quý 2 đã bổ sung làm sao cái mức uh, uh, nhu cầu nó có thể tăng lên thêm 10% nữa tức là 25% hầu hết tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu uh, thì tới hết 9 tháng ấy, là đã đạt cái kế hoạch của năm. Có nghĩa rằng là người ta đã tăng trưởng chừng 20, 20 đến 25% tùy vào các loại hình doanh nghiệp. Đấy nó là cái lý do, một trong những cái lý do. Cái thứ hai nữa là sau dịch thì chúng ta cái xăng dầu nó một trong những cái mà nó bị tác động bởi cái khủng hoảng năng lượng trên toàn cầu. Và chúng ta đương nhiên là không phải là ốc đảo. Giá cả tăng lên rất đột biến theo chúng tôi đánh giá năm nay là một cái năm về giá xăng dầu là một cái năm hết sức dị biệt trong nhiều chục năm chưa có không phải là về cái vấn đề giá nó cao giá dầu thô giá dầu thô cho tới thời điểm này hiện tại bây giờ chúng ta cũng chỉ có dưới 100 đô la Tuy nhiên cái giá sản phẩm cái sản phẩm mà chúng ta tiêu dùng cũng như là xăng dầu chúng ta phải nhập về, tức là cái thành phẩm của xăng dầu, ấy, thì nó có một cái mức tranh đột biến so với cả dầu thô. Và trong 6 tháng đầu năm ấy, thì cái mức tranh này nó lên tới 450 đô la một thùng so với dầu thô. Và có thể nói đây nó là một cái mức giá kỷ lục đối với các sản phẩm trong thời gian vừa qua. Và rõ ràng cái việc giá cả nó tăng cao, nó cũng đã tác động rất tiêu cực đến cái điều hành uh, giá cũng như là các hoạt động của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp nhập thì rõ ràng là dựa lỗ rất lớn. Uh, và có thể nói tức là Bộ Liên Bộ Công Thương và Tài Chính uh, cũng đã báo cáo chính phủ, đã. cũng báo cáo quốc hội để chúng ta kịp thời trong 6 tháng đầu năm đã có những cái điều chỉnh thông qua những cái chính sách tài khoá, uh, chúng ta giảm cái thuế môi trường. À, giảm tới 70% các thuế môi trường Để đảm bảo cái mặt bằng giá uh, Cho người tiêu dùng Nó ở một mức hợp lý uh, Hợp lý dạ. à, Đồng thời Cũng tăng cường bổ sung những cái kế hoạch uh, Để cho các đầu mối xăng dầu Tổ chức nhập khẩu Thì rõ ràng ấy, là trong cái bối cảnh giá nó cao như vậy uh, Và những cái chi phí uh, Trong những quy định uh, Của nghị định uh, 95 uh, Cũng như là cái 83 đấy Thì uh, chúng ta 6 tháng thì điều chỉnh một lần, ừ. rõ ràng cái chi phí ở đây chúng ta có hai cái phần chi phí, một cái chi phí là chi phí tạo nguồn hay nói cách khác là chi phí đấy nó là chi phí là giá vốn của doanh nghiệp thì cái này 6 tháng một lần thì theo quy định thì rõ ràng ấy là nó có một cái độ trễ rất lớn, độ trễ rất lớn đấy và nó ảnh hưởng trực diện tới các hoạt động của doanh nghiệp vâng ạ. như vậy à. là chúng ta có rất là nhiều những nguyên nhân và này. rõ ràng này. là cái nguyên nhân đấy à. cộng thêm với cái việc điều phối đặt hàng kế hoạch của chúng ta à. cũng có những vấn đề vâng do đó là diễn biến ở một vài địa phương ở một số thời điểm cụ thể thì xăng dầu ở trong cái mạng lưới đấy nó không đủ và từ cái giá đó ấy, thì cái nguyên nhân vô cùng quan trọng nữa Tức là khi mà các doanh nghiệp đầu mối Người ta cũng đã bị lỗ ngay từ đầu nguồn Thì cái chi phí cho cái hệ thống phân phối trở lại Tức là những cái thương nhiên nhượng quyền bán lẻ Được. Đặc biệt là bán lẻ Thì người ta không còn đủ chi phí nữa Do đó là cũng là một trong những cái tác động rất lớn Đối với cái việc mà khi trong toàn bộ cái quý ba người ta ừ. bị lỗ vâng ạ. Do đó là nó có những cái hiện trạng Vâng ạ tôi thấy là nhiều doanh nghiệp thì than là thua lỗ và đó cũng là chia sẻ của anh, của ông. vậy thì ông có thể chia sẻ là cái cách tính chiết khấu hoa hồng liệu có bất hợp lý hay không ạ? Ờ, như tôi đã nói, không có bất cứ một cái chính sách nào đấy, có thể bao phủ được những cái tính chất dị biệt của xăng dầu thế giới năm nay. Đấy. và rõ ràng ấy, là khi mà cả một hệ thống từ cái người nhập khẩu đầu tiên, uh, tạo nguồn đầu tiên cho đến phân phối, lưu thông phân phối không đủ chi phí thì rõ ràng ấy là cái việc phân bổ ở trong cái dây chuyền này nó cũng sẽ có vấn đề vâng, có phải vấn đề thiếu hút xăng dầu là ờ, một chuyện đương nhiên cái vấn đề không phải là cái vấn đề đương nhiên bởi vì kinh doanh xăng dầu là một cái mặt hàng kinh doanh có điều kiện đã. vì vậy ấy, tức là cái việc không thể đóng cửa nếu không có cái lý do chính đáng tuy nhiên liên bộ cũng đã xử lý cái này cũng có thể nói là một cái nỗ lực rất cao nhưng xăng dầu không phải là một cái mặt hàng mà chúng ta có thể mua ngay lập tức một cách hàng tuần mà cần phải có những cái kế hoạch đặt hàng trước 15 ngày một tháng tình hình nó cũng sẽ trở lại bình thường và đặc biệt là hai cái nhà máy lọc dầu của chúng ta thì nơi mà cung cấp ra thị trường chừng độ khoảng 7-80% thì cũng đã vận hành hết công suất. À, vận vận hành cái công suất và rõ ràng ấy là liên bộ cũng đã tính toán để điều chỉnh cái chi phí trong cái thời hạn ngắn hơn để đảm bảo được là nó có đảm bảo được cái chi phí lưu thông để, ừ. để cho những cái phân bổ từ cái khâu bán lẻ, phân trung chuyển và cái người tạo nguồn ra đảm bảo được cái chi phí trong cái hoạt động. Vâng ạ. Vậy thì với cái việc thiếu hụt xăng dầu như vậy thì ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của xã hội? À, thực tế ra mà nói thì đánh giá của chúng tôi trong cái cân đối tổng thể gần như những cân đối lớn của nền kinh tế chúng ta không có thiếu chủ yếu những cái phần này nó tác động đến tâm lý của người tiêu dùng Đấy. thay bằng cái việc tức là chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng ở mọi cửa hàng thì bây giờ ấy là một số những cái cửa hàng người ta đóng cửa thì phải dồn về tất cả những cái cửa hàng mà lớn để người ta mua và rõ ràng ấy là một số những cái doanh nghiệp đặc biệt là những cái doanh nghiệp lớn như Petrobras, như pvoi cũng phải có những cái giải pháp như là Petrobras thì uh, vừa rồi cũng đã có một cái quyết định tức là mở cửa 24 mươi trên hai để đảm bảo được trong cái 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 bối cảnh tức là một số những cái cửa hàng người ta đóng cửa thì đảm bảo được cho người tiêu dùng có ấy. như vậy Nhưng... là bây giờ mà người tiêu dùng những người dân ở xã hội mà có nhu cầu muốn đi đổ xăng ở cái thời điểm này là chúng ta cũng phải chuẩn bị về thời gian và chuẩn bị về cái lộ trình xem là những cái cây xăng nào à, tất nhiên đúng tức đúng là không? trong cái cái khoảng khủng hoảng vâng. chung của thế giới ấy, thì chúng ta cũng không phải là ốc dạ. đảo vâng à. ạ một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của ông bùi ngọc bảo và thưa quý vị, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.